người, mình là Linh Xin, mình sinh năm 2K1 và hiện mình đang là thành viên thử việc của team Đi Đâu Đó. Hello mọi người, mình là Thùy Dương, mình sinh năm 2K2 và mình đang là thành viên thử việc của team Game. Xin chào các bạn, mình là Lan Phương. Mình là Dư Đức Anh. Bọn mình 22 tuổi và... mình hiện tại đang là VJ chưa chính thức của S-Channel. VJ thử việc mình ở team Game, còn Dư thì ở UT. À, mình là Nguyễn Thăng Long, mình là VJ mới của Hôm Nay Ăn Gì, mình đang học tại NEU Kinh tế Quốc dân. Mình là Trương Ngọc Ánh, sinh viên năm nhất khoa luật quốc tế của Học viện Ngoại giao và hiện tại đang là VJ cho kênh Hôm Nay Ăn Gì. Hiện tại thì mình đang là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hồi đó mình thi vào năm 2019 là mình được 25,2 điểm. Còn em đang là sinh viên năm 2 ngành truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam. Hồi đấy em thi thì em nhớ là em được 25,6 điểm. Mình mới xong chương trình học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Còn Lan đến từ vùng đất Bách Khoa. Mình học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và hiện tại đang là kỳ học cuối của mình. Điểm thi đại học của mình thì theo chủ nghĩa là có tất cả nhưng mà thiếu Anh nha mọi người. Mình được 8,6 Anh, 8,8 Toán và 8,75 Ngữ văn. Thăng Long thiếu Anh thì mình thiếu Toán. Mình được 26,8, thi khối D, Văn mình được 9, Toán được 8,2, còn tiếng Anh được 9,6. Hồi đó thì mình thi khối A1 Toán, Lý, Anh thì mình được môn tiếng Anh là môn cao điểm nhất. 8,8 điểm. Và còn em thi khối D là Toán Văn Anh. Toán Văn Anh là môn cao nhất, là môn Anh của em được 9,75. Cũng Anh, ôi. Nếu mà tính điểm IELTS xét tuyển mà được gọi là auto 10 tiếng Anh ấy thì là 32,6. Còn đâu nếu mà tính điểm gốc ấy là Toán hồi đấy là 5,6, Văn 7, tiếng Anh là 8. 20,6. Ui thế là quá thấp. Được 20,6, còn mình thì 20,5. Dư thì được cao nhất là môn Anh nhỉ? Dư được 8 Anh. Ừ, chưa, như thế mà thấp. Nhưng mà Dư được quy đổi IELTS ra là 10. Lại thông minh một chút là đầu năm lớp 12 thì lại đi tìm hiểu IELTS, mà hồi IELTS cái việc xét tuyển nó chưa phổ biến như bây giờ. Còn đâu bây giờ kể cả có bằng IELTS thì nó vẫn khó. Còn đâu ngày trước thì nó dễ hơn, thì mọi người chưa tìm được cái phương pháp ấy nhiều. Còn mình thì môn là mình cao điểm nhất là môn Văn, mình được 8 điểm. 8 điểm Văn. Càng đấy. Năm của mình ý, cái đề minh họa ra nó rất dễ đúng không? Nên là mình cũng sẽ chỉ ôn ở cái mức dễ đấy thôi. Nên là mỗi ngày mình sẽ cân bằng là sáng mình học Toán, đến trưa mình trưa chiều mình học tiếng Anh, và tối là cái khoảng thời gian thì mình sẽ dành cho học Văn, vì lúc ấy sẽ là dễ nhớ nhất. Và đặc biệt là có một câu chuyện là một tuần cuối trước khi thi là mình chỉ đi hóng đề thôi, mình sẽ đi từ các thầy cô này đi hỏi han các thầy cô này cho ôn tủ bài nào. Thế là cuối cùng sau khi mình hỏi hết tất cả các thầy cô thì cuối cùng mình thành ôn hết nha mọi người. 3 tháng trước khi thi thì mình thay đổi môn từ môn Hóa sang môn Lý. Nghĩa là trước đấy mình đã dành rất là nhiều thời gian ôn khối D7 là Toán, Anh và Hóa. Nhưng mà sau đó thì mình nhận ra là môn Hóa là mình sẽ không được điểm cao ấy, thế là mình đã quyết định quay xe. 3 tháng trước khi thi là mình quay xe từ môn Hóa sang môn Lý luôn. Là mình ôn lại từ đầu Lý trong 3 tháng đó luôn. Và mình thi Lý cũng được 8 điểm. Câu chuyện ôn thi của em thì là em đợi đến tận 1 tháng ngay trước kỳ thi đại học thì em mới bắt đầu ôn thi cấp tốc. Và nhưng mà may mắn thay là em vẫn có thể thi tốt. Đấy là lý do tại sao bố mẹ em đã thưởng cho em chiếc iPhone này. Ôn thi trước 1 tháng điểm như ý xong rồi được thưởng iPhone ấy mọi người. Siêu hot iPhone 13 Pro Max giảm sốc tận 6 triệu chỉ từ 27,99 triệu tại Cellphone's tháng 6 này. Anh em có nhu cầu tậu điện thoại mới thì không thể bỏ qua loại iPhone 13 series đang giảm nóng hơn cả hè ở đại lý ủy quyền Apple chính hãng Cellphone's. Mình thi vào đại học là mình lựa chọn khối D1 là Toán, Văn, Anh. Nhưng mà có một vấn đề là trước đấy thì mình định thi vào Học viện Báo chí ấy, thì mình chỉ học Văn và Anh thôi và mình ôn năng khiếu báo chí. Và câu chuyện ôn thi thì bởi vì là ban đầu mình không định thi môn Toán bằng để xét tuyển đại học nên mình học chỉ kiểu đủ tốt nghiệp thôi ấy. Và khi mà lựa chọn là môn Toán, Văn, Anh sẽ thi đại học thì mình phải ôn thi cấp tốc trong vòng 2 tuần trước ngày thi đại học. Cũng chính vì thế nên là khi mà đi thi thì cái ngày mà thi Toán xong ấy, kiểu mình khóc sướt mướt luôn ấy. Khóc luôn. Khóc sướt mướt mà, tại vì các bạn có hiểu cảm giác khi mà ôn thi nhá. Mình làm tất cả các đề thì có 50 câu đúng không? Thì mình sẽ thường làm từ câu 1 đến câu 30 là mình làm rất chắc chắn là chắc chắn mình sẽ đúng 30 câu đấy. Và câu 30 đến câu 35 thì mình bắt đầu đặt bút nháp. Xong rồi đến câu 40-45 thì nó kiểu thực sự khó ấy. Nhưng khi mình thi đại học thì 25 câu đầu ta khoanh nhanh lắm. Ta khoanh xoẹt kiểu ta thấy ôi dễ vãi. Toàn mấy câu dễ thôi. Nhưng bắt đầu đến câu 26 là mình đã không biết làm rồi các bạn ạ. Sao kiểu vấn nạn chung, cái kiểu đấy đó là cảm giác mà rất là run ấy. Thế nên là điểm thi đại học của ta cũng không cao lắm, bình thường ạ. Còn mình thì mình sẽ lại kể lại cái giai thoại về quá trình ôn thi đại học của mình. Đấy là mình chia làm hai mốc là học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 2 lớp 12. Học kỳ 1 lớp 12 thì mình đa phần lên lớp là mình không học những môn văn hóa. Tức là mình vẫn đi học nhưng mà mình sẽ tranh thủ để mình học IELTS.
thì nói chung là điểm IELTS mình không quá cao, nhưng mà nó đủ đáp ứng cái nhu cầu của mình là để apply vào RMIT. Nhưng mà sau đấy thì mình cũng muốn chơi, mình lại thuộc chuyện mình muốn chơi. Nhưng mà mình làm sao mà chơi được khi mà các bạn xung quanh vẫn đang học. Thế nên là mình lại phải học cùng các bạn, vừa học vừa chơi. Mình coi cái việc học đấy là như kiểu cách để mình tận hưởng nốt những cái năm thanh xuân cấp 3 của mình ấy. Học văn thì đa số là mình học văn thôi, tại vì toán thì mình nghĩ là không có gì cứu vãn được mình nữa với môn toán. Nên là cái việc mình ôn toán nó đơn giản lắm. Mình làm tất cả các đề, nhưng mà mình chỉ làm 25 câu đầu và mình không bao giờ làm đến câu thứ 26. Tức là không có ý định muốn tìm hiểu xem là làm như thế nào. Mình không có ý định muốn tìm hiểu là câu 26 trở đi nó làm như thế nào. Gọi là 5 điểm đúng không? Soi 5 câu 5 điểm đúng không? Còn đâu văn thì nó lại là một câu chuyện khá là dài. Vì hồi với bạn thân của mình lại đi học lò văn. Xong rồi mình không biết chơi với ai, mình chơi với bạn. Thế mà chơi với bạn thì mình lại đi học văn với bạn. Xong rồi đấy thì có một cái câu chuyện là lò luyện thi cấp tốc đấy, thì trong 3 tuần cuối trước khi thi đại học, dậy từ 3 giờ sáng để đi học lúc 6 giờ. Dậy từ 3 giờ sáng ra sân cổ cây mua bao lại nước tăng lực để tỉnh được cho cả buổi sáng hôm đấy, là 3 giờ sáng dậy này, xong ra sân cổ cây, xong 4 giờ tới lớp và ngồi chờ hoặc là ngồi ngủ hoặc là ngồi học lịch sử với cả địa lý. Để đến 6 giờ là bắt đầu cô vào lớp, là bắt đầu học đến 11:30 12 giờ, và sau đấy thì về ăn cơm xong rồi mình lại ngủ li bì thôi. Xong cuộc sống của mình sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ sẽ ăn cơm và bắt đầu học toán và ôn lại những kiến thức văn mà mình được học. Còn đâu tiếng Anh thì mình cũng không tập trung quá nhiều, tại vì ngữ giỏi văn... mà không đâu giao anh cũng bình thường thôi. Nguyện vọng mình đăng ký vào báo chí thì cái khoa mình là PR quảng cáo thì được quy đổi ra 10 luôn, nên là cái điểm tiếng Anh của mình thực chất là nó chỉ cần đủ tốt nghiệp thôi, nhưng mà may mới được 8 chứ không mẹ bố mẹ cũng buồn lắm. Thì em trước nhá. Thì em trước đi. Em thấy là mọi người đừng như em, đừng để đến sát giờ, sát kỳ thi mới bắt đầu ôn, mà mình nên dàn trải ra. Đó là một quá trình để chuẩn bị và ôn tập luôn ý. Thì em nghĩ là với môn văn mọi người nên, cái cách này hơi cũ nhưng mà có thể là vẫn có thể hiệu quả, là làm sơ đồ tư duy ấy. Mình list những cái ý chính ra, bởi vì là em biết là các bạn ôn thi đại học nhất là môn văn sẽ có rất nhiều bài phải ôn. Kiểu học xong lại còn chọn tủ ấy. Lúc vào là sẽ bị hoảng loạn luôn ấy, nên là nhớ những ý chính thôi. Rồi nếu mà vào bài nào thì mình có thể triển khai ý từ đấy, nó sẽ hiệu quả hơn. Còn với môn toán thì trước em có một em học xong công thức nào là em sẽ ghim ra một cái sổ tay ấy. Đó, hoặc là ở nhà sách cũng bán rất là nhiều những cái sổ tay tổng hợp công thức toán cả 3 năm cấp 3 luôn. Đặt mua được. Đấy là cái gọi là tip mà em nghĩ là mọi người sẽ có thể áp dụng rất là hiệu quả. Kinh nghiệm ôn thi thì mình nghĩ là mọi người sẽ ôn theo cái mức độ đề minh họa của bộ ra, bởi vì là như năm ngoái bộ ra đề rất là dễ nên là mình sẽ chỉ ôn theo mức dễ thôi, nên là điểm mình nó cũng tàng tàng được như vậy. Năm mình có follow một chị bói tarot ở trên Insta, chị bói rất đúng đề văn luôn. Mình ôn theo chị, thế là mình trúng tủ. Nhưng mà bây giờ thì mình không thấy chị đâu, nên là chắc là mọi người phải tự theo chính bản thân mình, nói chung cuối cùng cũng phải ôn hết mọi người. Về câu chuyện ôn thi của mình thì thực ra là mình không khuyên mọi người làm như thế lắm, bởi vì mình hay học đêm ấy. Mình hay học đến khoảng 4-5 giờ sáng, xong rồi đến lớp thì mình sẽ đi ngủ. Nên là mọi người ở trên lớp thì thấy mình không học hành gì cả. Nhưng mà thực ra là về nhà cũng căng thẳng phết. Nói chung là mình thấy tự học quan trọng hơn là việc mọi người học trên lớp vào thời điểm cuối cùng của năm học. Đối với mình thì mình sẽ chia làm hai phần đi. Một phần là toán lý với một phần là tiếng Anh. Thì môn tiếng Anh thì mình sẽ làm rất nhiều đề, kiểu làm nhiều đề để mình có thể kiểu nhuần nhuyễn ý, nhất là kiểu phần trọng âm này, mình phải đánh trọng âm này. Em mất 0.25 vì trọng âm nha. Khi mà mình thấy mà mình yếu cái phần nào ấy thì mình sẽ làm đi làm lại nhiều phần đấy. Thực ra mấy cái đấy có công thức hết, nên là mọi người có thể nắm rõ cái công thức và vào dạng bài thì chỉ cần cái này đúng rồi, khoanh chọn thôi. Hoặc là mọi người có thể thử đọc. Đó, còn ví dụ như môn toán và môn lý thì cái đợt mình ôn thi ấy, mình có một tips nữa là mình sẽ lên mạng và xem các thầy livestream giải đề. Thế là mình vừa nghe mình vừa làm theo các thầy ạ. Tại vì mình thấy là kiểu khi mà mình vừa làm và thực hành như thế thì mình sẽ nhanh nhớ hơn là mình sẽ mò đề xong rồi mình tự giải ấy. Thì thay vì đấy mình sẽ lên mạng và mình xem các thầy livestream. Nghĩa là vừa xem mà mình vừa làm theo các thầy luôn, thì mình như thế mình sẽ dễ nhớ hơn. Tất nhiên là kiểu tất cả các môn thì mình đều cần ghi nhớ ấy. Nên là mình làm sao để mình có thể ghi nhớ một cách tốt nhất. Chúc các bạn 2K4 năm nay thi thật tốt và đạt kết quả cao nhá. Yeah, bình tĩnh tự tin.